Chào các bạn và anh em đã đến kênh YouTube Tăng Vinh của em ha. Kênh em là chuyên thanh lý mua bán trao đổi thiết bị âm thanh và dàn sóng dàn kéo ha, và có thâu mua dàn nhạc của anh em gần xa ha. Anh em có dàn nhạc cần bán hoặc thanh lý alo giùm em ha. Em có rất nhiều van micro thanh lý, lo thanh lý ha. Thì hôm qua thì cũng rất là nhiều khách hỏi em là có cặp 40 đây. Hôm qua thì cũng là khách hỏi, mà có một khách em gửi số tài khoản rồi mà chưa lấy cọc anh em nha. Đó, thì lỡ mình hứa với khách rồi mình cũng không dám là bán anh em, tại nhiều khi á anh em mà có chưa cọc quá thì rồi cái anh em cọc lại cho mình, cái anh em trách mình là tại sao mình lại hứa với khách mà lại bán hàng nha. Rồi qua ngày hôm qua rồi thì cũng mình cũng chưa thấy cọc, tại khách hàng hỏi rất là nhiều. Nhầm khách hỏi mình là nói cưng bán hàng mà cưng không muốn bán hay sao ấy đó, nhưng thật ra là bán hàng là em rất muốn bán anh em, nhưng mà em lỡ hứa với khách rồi, bây giờ em nói em gửi số tài khoản cho khách rồi, khách cọc quá thì em gửi hàng cho khách, mà bây giờ khách chưa cọc sao mình dám bán anh em nha. Rồi qua ngày hôm nay thì khách có xem video thì alo lại em ha. Nói chung là ai chốt thì em bán nha, cặp bi quay này đó, một cặp bi quay này bán cho anh em với cái giá là 800.000 nha. Đó, một cặp bass 40 con 51 chép lựu đạn, vỏ là vỏ nỉ anh em nha. Đó, một cặp lo thành phẩm như thế này bán 800.000. cặp kia thì em bán rồi. Đó, khách nào alo chốt thì cọc cho em sẽ gửi hàng ha. Nói rõ là phải hàng nặng thì cọc em mới gửi hàng được anh em nha. Chốt thì cho em xin cọc ha. Hàng thì hàng nặng là phải cọc em mới gửi hàng được anh em nha. Nói rõ hàng nặng như men, lo như thế này nặng thì anh em phải cọc em mới gửi hàng được. Còn hàng nhẹ như van, lọc xì, nói chung là mấy cái lồ nhẹ nhẹ thì mình không cần cọc anh em. Không cần cọc thì mình cũng gửi hàng được anh em nha. Đơn giản thôi, mấy cái hàng nhẹ thì không cần cọc, hàng nặng phải có cọc. Và em còn một cục men. Một cục men này là một cục men 44 sọ anh em nha. Mặt thì nó hơi xấu một tí, bán cho anh em 2.200.000. Về mình có thể đánh được một súp và hai full. Đó, có thể đánh súp và đánh full được, ok nha anh em nha. 2.200.000 cho một con men mặt hơi xấu, chạy 44 sọ anh em nha. Rồi tiếp theo thì em còn một cây vang B3 nè, một cây vang B3. B3 này bán cho anh em 700.000 nha. Nó 700.000 cho một cây vang B3 này, có eco hoạt động hoàn hảo. Cây này thì nó không có bluetooth anh em nha. Đó, 700.000. Rồi tiếp theo thì em còn một cây code số BA260 đã lên nguồn xung. 260 đã lên nguồn xung rồi anh em nha. Đó, ngoại chức năng hoạt động tốt, mặt mày còn đẹp. 2.600.000, 2.600.000 cho một cây DRAC 260 đã lên nguồn xung rồi, không sợ điện yếu anh em nha. Đó, con này thì lên nguồn xung rồi, không sợ điện yếu nha. 2.600.000. Và tiếp theo thì em còn một cây ETC. Đây là một cái cây ETC, là một cây hàng mới anh em nha, để trưng bày cho anh em. Đây là hàng mới có eco revert đầy đủ, revert A hoặc B nè, có bluetooth, mã là DX900. Hàng mới 1.200.000, có ngõ USB, ngõ optical đầy đủ hết. Con này bán là 1.200.000, bảo hành cho anh em là 1 năm anh em nha. Tiếp theo là em còn một cây X6 này 2 nguồn, bán cho anh em giá là 2.000.000 ha. X6 2 nguồn, phân tần đơn Việt Phương. Đó, một cặp phân tần đơn của Việt Phương nha. 350.000, một cặp phân tần đơn của Việt Phương. Và tiếp theo thì em còn một cái chép này đã chết con rồi, bán về cho anh em thay con vô nha. Đó, một cái này 150.000. 100.000 thôi anh em. Đó, một cái chép 450 BNC gì nè. Đó. Cái con em tháo ra dục rồi, nhưng mà cái ở nhà cái con của em thì nó lại không trùng với cái mã này. Thường thường là em có cái của RCF đó anh em, RCF và kít mũ thì có, cái mỗi nào thì không có. Vậy anh em mua con khác ảnh vô nha. 100.000 cho một cái chép 450 này. Rồi tiếp theo thì em còn một cây gian cơ lai số của DB Alcotic, có 48 bit luôn, có 8 chế độ eco revert, mặt mày còn đẹp. Đây là hàng của DB nè, mã là KM3300. 1.400.000 anh em nha. Đó, DB Alcotic, bluetooth 48 bit gì nè. Đó, con này thì bán là 1.400.000, có đường in out đầy đủ nha. Đó, có đường optical, AUX, bluetooth, USB, tất cả ngõ đều có ha. Rồi một cái con này thì đổi của khách mà bây giờ gửi lộn hàng, bây giờ mới trả về nè, em gửi lại cho khách nha. Đó, thông cảm giùm em nha. Rồi tiếp theo thì em còn một cây van xanh xui, van xanh xui E60. Xanh xui E60 anh em nha. Hàng bãi. Đó, cây này thì bán em 700.000 nha. Sansui E60 700.000. Milivert 4 thì em còn là hàng xài số nha, của Malaysia, 1.000.000 cho một con. Rồi tiếp theo là em có lọc xì. Lọc xì thì em có lọc xì Kawai nè, là một cây lọc xì Kawai. Bán cho anh em 900.000, một cây lọc xì 1231, bán em cũng 900 luôn anh em nha. Đó, 900.000 hết.
Rồi tiếp theo men, men thì em có một số men anh em nha. Men thì em có là dòng men BK 1500. BK 1500 này thì bán anh em giá là 5 triệu đồng. Đây, cái nguồn ở đây anh em ha. Đây, nội thất nha, nó quay kỹ anh em. Con này thì bán 5 triệu đồng anh em nha. BK 1500 của ST gì. Cái dòng này thì anh em biết là nó cũng khá là nổi tiếng anh em nha. BK 1500, 5 cũ. Và tiếp theo thì em có là men mới. Men 4 kênh nguồn xung, mã là D850. D850 này thì bán cho anh em giá một con là một con này bán anh em là 5.400.000 nha. Đó, 5.400.000. Một con mặt tin 1800. Mặt tin 1800 này thì là hàng mới anh em nha, bảo hành cho anh em 1 năm, giá là 10 triệu đồng anh em nha, 10 triệu đồng. Tiếp theo là em còn một cây men CBL SB 1700, thì nó để là 1700 thôi chứ công sức nó không được 1700 nghe anh em ha. Con này nó tầm khoảng 1000 đến 1100. Con này nó chạy là 60 sò anh em nha. Và một kênh thì đánh được một cặp súp và một cặp full 40. Một cặp súp và một cặp full 40 ha. Và tiếp theo thì em có một cây GHS Kali gì đây nè, đó. Một con GHS này thì đã có thay cái dàn tụ rồi anh em nha. Đó, dàn tụ này thì em thấy nó đồng bộ nhưng mà em thấy nó không có để chữ GHS anh em nha. Thường thường á là cái con GHS thì nó sẽ là có cái in cái tụ của nó là để chữ GHS ha. Còn cái này là em thấy không có chữ GHS thì em báo nó là thay tụ đi anh em ha. Nói chung là hoạt động tốt. Mặt mày thì cũng còn được ha, mặt mày cũng còn được, khách thay cái nút nè, nút này nào em biết đã thay rồi nè ha. Rồi, cái mặt trước này thì cái dán chữ này vô. Cái con này á thì GHS không nguyên bản anh em nha. Đó, không nguyên bản thì bán anh em giá là 2.800.000, 52 sò nha. Đó, 52 sò. Cái nào mà nói là nguồn gin, tụ gin đó thì là nó là nguyên bản. Còn cái con này thì em thấy là cái tụ nó không để chữ GHS nha. Đó. Thì em nói là không nguyên bản, 2.800.000, nếu mà nguyên bản thì nó là 3.200, tùy theo con anh em ha. 2.800.000, 52 sò. Nguồn thì gin nha anh em ha. Đó, nguồn này nguồn gin nha. 52 sò. Tiếp theo là em có một cây GHS nữa. 562, nguồn gin, tụ gin đó, mặt hơi xấu một tí. Con này thì 2.800.000, 56 sò nha. Con này nhiều sò hơn con bên đây, nhưng mà con bên đây thì nó sẽ lực hơn con bên đây. Con bên đây thì nó thiên về lời hơn, tại vì nó là nguồn tăng phu xiến nha. Con bên đây là nguồn tăng phu vuông. Rồi tiếp theo là em còn một cây GHS 7200. GHS 7200 này bán cho em 2.300.000 đó. Đánh được 2 cặp 40 con 75. Tiếp theo là em có một cây Bosa Q5, size nguồn xung size 1U, bán cho anh em với giá cây này là nó là 2.200.000, đánh được một cặp 30 hoặc 40 con 75. Tiếp theo là em có một cây Lihon này là 866, 3 kênh nhưng mà nó chỉ làm có 2 kênh, còn một kênh nó chừa để anh em chế cháo thì sau đó hàng bãi mình cũng không gành anh em. 2.500.000, đánh được một cặp 30 hoặc cặp 40 con 75 đến 100. Tiếp theo là em có dòng men mới, men BS 1003 Pro. Cây này thì 4.400.000, chạy là 48 sò tăng phu xiến, đánh được 2 cặp 40 con 75. Hàng mới nha, 4.400.000. Tiếp theo là em có một cây men bãi DM400. Cây này thì mặt nó thì giống cái cây Deton đó nè. Giống Deton nha, giống Deton 400. Thì con này đánh được một cặp quả tiễn 30, tiếng rất là sáng nha, 2.900.000. Hàng bãi thì tiếng sẽ sáng hơn anh em nha. Rồi tiếp theo là em có một cây MFX12-2 mạch vàng. Đó, 12-2 mạch vàng anh em ha. Mạch vàng tươi anh em nha. Đó, ở trong nè. Mạch vàng tươi. Rồi, cây này bán cho anh em. Nó có xét nhẹ một góc ở đây. Rồi, ở đây một góc nữa anh em nha. Đó, con này thì bán cho anh em 1.900.000 đây nè. 12 like, 12-2, 1.900.000 nha. Và tiếp theo thì em sẽ còn những cái mixer. Mixer này thì em có quay chụp hình trên... bán giùm đứa em đó, một cái mixer có cách C mà cái của nó là 02G nha anh em nha. Đó, của thằng Yamaha, điện 110. Cái này nó có là 24 lai màn hình số, mà các bạn không biết giờ sao mà chức năng chỉnh nó không ăn anh em. Đó, thì em sẽ bán cho anh em là giá là bán sát nha. Đó, bán về cho anh em chỉnh. Lúc đầu thử nó còn ga mà sao bây giờ thử nó không ga anh em. Đó, thì anh em nhiều cái trên cái mixer số á, thì em nói chung thật ra là không có chuyên môn gì mixer số, nó gõ là em không biết xài luôn anh em ha. Và đứa em kêu bán giùm nguồn lên đầy đủ hết, gắn tín hiệu vô thì anh em cái này về xử lý lại ha. Còn kêu em xử lý mà ok hết thì con này em bán cho anh em là 6 triệu. Còn em bán mà không xử lý thì bán cho anh em giá là 2.900.000 nha. Đó, 2.900.000, có luôn cách C nè. Đó, cách C này rất là nè, đây có nguyên cái cách C nha. Mà cái con này rất là nặng anh em nha. Con này thì nó tầm khoảng
gần 50 kg anh em. Em khiên mình, em khiên muốn không nổi nha. Nó có luôn cái cách xe như thế này, bán anh em giá 2.9 triệu. Là cái cách xe này không là cả triệu anh em nha. Đó thì cái bàn mixer nữa nè, thì cái này là bán dùm anh em, nó bán dùm. Thì nó thật ra là cái mixer số thì em không có gành, em bán mấy con rồi, nói chung là chỉnh thì em cũng chả biết chỉnh luôn anh em. Nói chung anh em đừng cười nha, nói chung là em chỉ gành về gian số thì cũng hơi biết thôi, chứ còn mixer số thì mình không có chuyên môn anh em, mình không có làm bên setup thì mình không có học hỏi nhiều nha. Rồi tiếp theo là em có một cây B-Way. Một cây B-Way này chạy ok, có echo đầy đủ. Bán em 700k thôi. B-Way ha. Cái B-Way này có echo nha. 700.000. Một cây này thì nó không được đẹp cho mấy nha. Đó, mặt thì hơi đen đen, đó, hơi đen đen nha. 700.000 cho cây này. Và tiếp theo là em có một cây FX. FX8 các lai hoạt động tốt, có cái lai số 2 này nó hơi rẹt rẹt nha. Nó nói rõ nè, lai số 2 thì hơi rẹt rẹt, các lai lại hoạt động tốt. Không có echo, con này bán cho anh em 1.100.000. FX8 1.100.000 ha. Rồi tiếp theo là em có một cây B-Way của Mỹ. Tại chung hàng mà mắc tiền anh em, bán nó rất là chậm anh em, nó thật ra là bán chậm. Tại vì giá nó cao quá, con mới sơ nhỏ gọn về bán năm cũ anh em nha. Nhưng mà hàng mới của nó anh em so với cái giá hàng mới nha. Hàng mới nó là gần 9 triệu mấy. Mà con này đẹp 90%, giá là 5 triệu đồng anh em nha. Thì nói chung mình bán mình cũng biết nó cao đó, nhưng mà cái đó hàng xịn thì nó khác anh em nha, của Mỹ. Hàng chính hãng của Mỹ nha. Anh em cứ search ra là Pro V10 V3, nó sẽ có cái giá của nó. Rồi tiếp theo là em có một cây MX8 sạc 2, cũng còn đẹp nè anh em, để bụi nha. 1.400.000, hôm nay giảm giá cho anh em nha. Các lai hoạt động tốt, cái đường nó không có echo, để dành cho mình gáp với dàn số hoặc là gáp với cái dàn đi kiểu kéo cũng được anh em. Nó có đường xúc nè, xúc rau nè. Rất là dễ xài nha. Nó có đường xúc rau này anh em câu với dàn số cũng được, giá chỉ có 1.400.000 thôi. MX12 sạc 2, 12 so ráp, không có echo, 1.400.000 luôn, còn đẹp can luôn, để bụi nha anh em, thấy không? Để gì họ không có vệ sinh đó nè. 1.400.000. Rồi tiếp theo là em có một cây mixer BMC. BMC này có echo, bán cho anh em giá 900.000 nha. Đó, có cục nguồn nè. BMC 900.000. Một cây mixer BMC có hai đường rút, có echo, 900.000. Mixer Mackie, Mackie 1604VL. 1604 thì cây này nó không được đẹp, anh em bán cho anh em giá là 2.500.000, hôm nay bán anh em 2.400.000 đi. Hai bên thì có dán đề can này ha, là có dán đề can bên này. 2.400.000. Và tiếp theo thì em có là một cái mixer Ackley ha, Ackley hàng của Taiwan nha anh em nha. Thì mặt mài thì nó cũng hơi xấu một tí, 1.800.000, có echo reverb đầy đủ nha. Xài gia đình mấy cái này khá là ok nha anh em, là khá là ok. Chỉ có 1.800.000. Mixer mới thì em có là 8 sạc 2 nè. Đó, 8 sạc 2 thì một cây của nó là giá là 3.400.000, hàng mới, hoàn nguyên thùng, bảo hành 1 năm. 12 sạc 2 là 4.400.000, bảo hành cho anh em luôn 1 năm. Tiếp theo là em còn mấy cái cặp bass 40 và 50. 50 thì em có là JBL, có hai cặp đồng bộ rất là đẹp anh em nha. JBL nè, nó rất đẹp đây. Đó là một cặp đồng bộ ha. Giá là 2.800.000 một cặp JBL 2 từ nha. Đó, hàng 2 từ. Thì hai từ nó sẽ mắc hơn một từ nha anh em ha. Giá là 2.800.000, zin đẹp. Và đây là em cũng còn là một cặp hai từ nè. Cặp này thì nó không đẹp bằng hai cặp kia, nó cũng là hai từ. JBL 2.500.000 anh em nha. Tùy theo tình trạng của lo mình báo giá anh em, nó không được đẹp bằng thì mình giá nó sẽ rẻ hơn. Tiếp theo là em còn một cặp 40. Một cặp 40 bãi có thun bảo vệ từ, đánh súp được, đánh full được. Giá của nó là 1.700.000 cho một cặp zin đẹp. Và đây là còn một cặp neo. Cặp neo là neo 40, giá là 2.200.000. Bass zin đẹp nha. Nói cái giọng neo thì nói chung nhiều khi anh em mua về nói là sao neo này anh test thử là đánh cái tiếng nó không lực bằng cái bass 40 con 100 từ thường của mình vậy cưng. Đó thì anh em phải phân biệt rõ từ neo để làm gì và từ thường để làm gì anh em nha. Bass 100 này thiên về tiếng lực nhưng mà không sáng. Bass neo thì tiếng sáng mà không bao giờ lực. Nói chung là neo thì để làm full thôi anh em nha. Nói chứ còn đem mà để đánh ra tiếng lực, tiếng bass. Nhạc mà nó có bass nhiều thì không bao giờ mà cái lo neo cũng làm được anh em nha. Mixer thì cái này khách đã chốt rồi. Em còn một cây 12 lai cũng còn rất đẹp nè. Đó, anh em còn liên hệ giùm em nha. Đẹp can luôn. Đó, đẹp can luôn. 12 lai. FX12 hoặc là Mackie. Cái này thì khách đã chốt rồi. Hứa với khách rồi anh em nha. Tiếp theo là em có một cây Mackie 1604VL còn đẹp can. 2.800.000 ha. 2.800.000 còn đẹp can nha, đang ISO luôn á của khách.
khách đổi lên mixer số anh em nha. Rồi lo thì em có là lo neo nè anh em, lo neo. Neo 40 hàng mới 2.8 triệu, đây là những cái lo để em trưng bày cho anh em thôi. Đây là lo BNC 50 từ 220 con 100. Giá của nó là 3 triệu đồng cho một cặp hàng mới nha anh em ha. Lo 300B, lo 300B này thì 2.800.000 một cặp. RCF 750 từ 109 con 75, giá là 2 triệu đồng cho một cặp anh em nha. Và đây là con 100, giá của nó là 2 triệu rưỡi. Bass 25 để dành anh em gáp column hoặc là monitor, giá nó là 1.2 triệu một cặp, thì nó sẽ được hạ cái giá xuống cho anh em gáp cho nó đỡ tốn tiền anh em nha. Đây, những cái lô này là lô hàng mới để trưng bày cho anh em xem ha. Đây là những cái lô hàng chút xíu em sẽ gửi Tân Châu, khách nào chốt bên em thì cứ yên tâm ha. Thì hàng thì nhiều khi là do em bận công việc, hoặc là đang hôm qua như là công việc hôm qua em đi đang lái xe anh em, thì nói chung là xe nó xe tải mà anh em chạy nó hơi ồn, nói chuyện thì nó nghe không có rõ. Thì mà em phải nói chuyện lớn nha, nói chuyện lớn nhiều khi mà anh em nghe cũng không rõ luôn, thì nhắn tin lại giùm em nha, tại vì về em sẽ điện lại cho anh em. Tại vì mình đang chạy xe nói chuyện nghe nó cũng không rõ, nhưng mình đi xe mấy xe du lịch đồ thì nó nghe nó không có ồn, còn xe tải chạy ồn nó nên máy dầu anh em cũng có đi xe thì biết ha. Rồi đây là những cái cặp lo Array, Array 40 vỏ nha. Vỏ Array 40 còn rất đẹp, 1.9 triệu cho một cặp. Anh em gáp cái dàn lên cái lo này thì không khác gì lo mới bao nhiêu anh em nha. Nó đẹp 90%. Vỏ mới thì nó khoảng là 3.400.000, 3.300.000 tùy theo vỏ nha. Vỏ này chỉ có 1.9 triệu, gáp lên cấu hình 3 tay Array rất là đẹp nha. Đó. Vỏ nè, đẹp keng luôn anh em thấy không? Rất là đẹp nha. Và đây là một cặp 40 thành phẩm, giá rẻ. 3.700.000. Chép là chép Array nha, nó cặp vỏ nó là cặp 40 thành phẩm 3.700.000. Anh em cần liên hệ giùm em ha. Và đây là cái mẫu lo kéo sử dụng là 2 bass 40 con 75, 2 chép 450. Vang số Miro men 7, cấu hình này là 9 triệu đồng anh em nha. Cấu hình này thì em chắc mai mốt em không có làm bên lo kéo này nữa. Lo kéo này chúng thấy ra là bán chậm anh em, thà bán đồ lẻ hoặc là gáp nguyên vàng lớn nó dễ hơn nè. Mấy cái lo kéo này giờ anh em chắc ít bán được, chậm gáp lâu lấy vốn anh em ha. Rồi đây em còn một cặp súp BSD thành phẩm, giá là 6 triệu đồng anh em nha, súp BSD thành phẩm. Và đây là còn một cặp quả tiễn 40 thành phẩm, sử dụng là bass neo chép neo 9 triệu đồng, bass 40 neo tên lửa, quả tiễn anh em xin lỗi, quả tiễn 40 neo thành phẩm, giá là 9 triệu đồng anh em nha. Neo thì em còn mấy cấu hình lo gáp sẵn cho anh em ha, thì em cứ đến nhà em lo lúc nào cũng có nha. Đây là những cặp Array thành phẩm 40, đây là những cặp quà tiễn đơn 40 đã gáp cho khách đã cọc rồi anh em nha. Nói chung là em gáp vàng cho anh em thì lợi nhà anh em chỉnh ok mới lấy tiền nha, còn không ok em sẽ cố gắng làm sao thay đổi cho anh em ok thì anh em mới chốt hàng bên em nha. Đây là những cái cặp quả tiễn 30 đôi thành phẩm, giá là 10 triệu, thì nói chung đó là nó sử dụng là bass thường chép thường. Còn nếu anh em muốn cao cấp hơn thì sử dụng bass neo chép neo thì giá nó sẽ cao hơn khoảng 2 triệu anh em nha. Tùy theo anh em muốn gáp rẻ hay là mắc thôi. Vỏ thì em có sẵn trong kho. Vỏ thì quả tiễn 30 đôi giá là 3.800.000. Mẫu đây là mẫu bãi anh em nha, đó, mẫu bãi. Có cái chạm sắt nè, đít là đít bầu nha. Còn cái mẫu đít vuông thì rẻ hơn được 200.000, nhưng mà cái mẫu đít vuông em không có làm anh em nha. Super bom này thì giá của nó là 4.200.000 cho một cặp vỏ, thành phẩm là 7.500.000. Quýnh bao lực, anh em tới nhà em test thì quýnh rất là lực ha. Cấu hình này thì gáp là 35 triệu. Đây là những cặp quả phi thiền 30 đôi. Anh em mua vỏ bán vỏ, mua bát bán bát nha. Vỏ này nếu mà bán tháo ra thì hai cặp cho một cặp vỏ còn đẹp. Này gáp lên đi không được mấy xô nha anh em ha. Có chạm sắt đầy đủ nè. Bát là bát 30 con 75, chép là chép neo 850. Một cặp như thế này bán anh em là 7 triệu, lẻ một chiếc là 3.500.000 nha. Và đây là cũng là một cặp phi thiền 30 đôi. Em rảnh thì em sẽ lên cấu hình giá rẻ cho anh em, tại vì do công việc nhiều quá không có thời gian. Hôm qua thì em đi giao hàng ở quận 12 xong rồi về xe đi giao ở Càng Long nữa. Nhưng mà tối quá nè, tối quá là mình làm cái dàn nó không đạt. Bữa nay em tiếp tục em làm tiếp nha. Đó thì hôm qua đi làm nữa. Em quay clip lên em đóng hàng cho anh em xong rồi em sẽ đi ha. Rồi đây là những cái mẫu lo 20, lo 20, lo 25. Đây là lo 25 mẫu Nestle anh em nha. Vỏ là 1.6 triệu một cặp, gáp thành phẩm là 4 triệu cho anh em làm monitor hoặc làm full. 20 V8, 20 này là 1.7 triệu một cặp nha. Lo 7 nha, còn đây là vỏ là 800.000. Đó, lo 20, chuẩn bị ra về mấy mẫu volume cho anh em nha. Sub 40, Array, full đôi, phi thiền,
Vỏ đơn 40 mẫu qua tiễn nè, đơn 40 mẫu qua tiễn rất là đẹp nha. 2 triệu đồng cho một cặp vỏ, có lưới chống bụi đầy đủ nha. Về cái lô chép chung đó thì em để bên này rất là nhiều nha anh em ha. Đây là những cái lô lo 2, lo này là lo 20 nè anh em. Lo 20, 4 ôm. Đó. Lo 18 thì anh em cần mua mẫu nào alo giùm em. Đây là một cái đóng hàng của em thì bắt đầu chắc là tối thì em sẽ rảnh lên bên TikTok Tân Kỳ Vinh hoặc là bên YouTube em sẽ livestream bán lẻ anh em nha. Đó, những cái này thì mình rảnh mình livestream bán lẻ anh em. Giá rất là rẻ nha. Một cái như thế này, một cái mà 16 này là bán cho anh em 80 nghìn cho một chiếc. 20 là 90 ngàn. Đó. 30, 30 giá rẻ luôn. 30 thì cái này thì nói chung là nó bị do vận chuyển về nó gách này nè. 30 như một cái như thế này bán cho anh em giá 200k nha. Đó, 30. Bát này là bát 8 ôm, 4 ôm có nha. Bát này bát 4 ôm nè. Đó. Bát 4 ôm nha. Thì giống cấu hình giống vậy. Nó một cái là 200 ngàn cho một chiếc. 25 là 180 ngàn. Đó. Để dành cho anh em gấp lo nhỏ nhỏ được nha. Anh em cần thì inbox trực tiếp số điện thoại giùm em nha. Tại vì hàng rất là nhiều mà mình quay cái clip thì nó lại rất là dài. Anh em xem thì sẽ bị nhàm chán anh em nha. Nó lo thì trong kho lúc nào cũng có sẵn nha. Cấu hình gáp sẵn thì có rất là nhiều, anh em muốn mua cấu hình nào cũng có nha. Thì em báo giá sơ lược qua cho anh em, thì nói chung là báo giá là mình phải báo giá trực tiếp nha. Đó, còn lỡ mà cái món nào mà quên báo giá thì anh em cứ nhắn lại giùm em nha. Và cái vàng bên đây là 10 triệu nè. Đó. Sử dụng là 2 bát 30, 1 súp 40, 1 micro, 1 vang, 1 men, 1 tủ máy 10 triệu đồng ha. Và cái tủ bên này nó thật ra là anh em cái tủ bên này em bán anh em 1,2 triệu nha. Tủ 16U đó, tủ này tủ 16U nha. Có nắp trước và nắp sau đầy đủ nè, bán 1,2 triệu. Giá này là chưa bao phí vận chuyển anh em nha. Tất cả hàng bên em là không có bao phí vận chuyển, anh em cũng thông cảm giùm em nha. Còn một hai cặp micro cái vang số như này luôn nè. Đó. Anh em mua gì em tháo ra em bán đó nha. Và có nắp trước, nắp sau, nói chung là mình muốn mua tủ máy mới có, tủ máy cũ có nha. Mình thích cũ thì mình xài cũ, muốn mua mới thì mua mới nha. Giá chưa gồm phí vận chuyển, anh em muốn bao ship thì em báo giá bao ship cho nha. Và bên đây thì em còn là một cặp súp. Một cặp súp này 2,5 triệu nha. Súp này là súp hầm, đó một cặp súp hầm giá là 2,500 triệu. Súp này có bánh xe đầy đủ nha. Nhưng mà tiền ship thì mình nói rõ nè anh em, tiền ship gửi Tô Châu thì nó khoảng là cỡ 400 ngàn. Nếu mà gửi shipper cặp này thì tính tiền rất là nặng nên em cũng không dám báo anh em, tại vì tiền ship chắc khoảng 1,4 triệu anh em, thì nó quá mắc với cái vỏ như thế này. Thật ra là nhìn mình bán hàng mình cũng biết anh em nói là tiền ship sao mắc vậy, thì bên vận chuyển họ tính em cũng không biết làm sao anh em nha. Đó, tại vì nó quá bự anh em, nó quá to. Rồi tiếp theo là em có mấy cái mẫu xe đạp điện mới nha. Xe đạp điện mới như thế này là 9,5 triệu một chiếc. Em có thu lại của khách, thu cũ đổi mới nè. Một chiếc này còn bình chạy ok nè anh em ha. Đó, chiếc này còn chạy ok nè. Chiếc này bán cho anh em giá 3 triệu đồng nha. Có sạc đầy đủ luôn, có gỗ luôn. À, khách nên cấp lên cấp 3. Đó, chiếc này thì về cho những anh em mà tài chính yếu yếu thì mình mua về mình chạy chiếc này ok. Chiếc này thì giá là 3 triệu đồng. Khách báo là bình mới thay được 2 tháng nha. Bình còn cầm nha anh em. Anh em thay bộ bình thì nó hết 1,8 triệu mà. Chiếc này chỉ có 3 triệu. Vỏ mới, bánh mới luôn nè. Đó. Thì cái này là cuối video mới quay nha anh em ha. Nó chỉ có 3 triệu cho một chiếc xe như thế này. Về nếu mà anh em có đầu tư chút thì mình tháo ra mình sơn cái sườn lại, mình sơn cái sườn lại, sơn cái bánh lại thì nó đẹp anh em. Thay cho nó cái đầu đèn mới thì có rất đẹp như xe mới. Xe mới như thế này một chiếc là 9 triệu thì anh em thấy chiếc này anh em chạy 2 năm thì nó cũng ra chiếc này nè. Đó, 2 năm thì nó cũng ra chiếc 3 triệu này. Nha, đó. Mình cần xe đẹp thì mình mua, còn tài chính yếu yếu thì mua xe hơi xấu một tí anh em nha. Những mẫu bên này là như mẫu này là 8 triệu nè. Mẫu này là 9,5 triệu sơn xui hai sườn. Nó những cái xe điện bên em thì bán cũng được anh em tin cậy, nó mua cũng khá là ok nha. Thì em có xe để giao hàng, mua hàng cho anh em luôn nha. Vận chuyển trong miền Nam mình ha. Đã còn xa quá em không đi được anh em nha. Anh em có mua, bán, trao đổi thì alo giùm em số 0787979286 nha. Và cái clip cũng rất là dài rồi. Cuối video anh em cho em xin một like, một đăng ký. Cảm ơn ủng hộ kênh em trong thời gian vừa qua. Do công việc thì nó ra nhiều, nếu mà hàng có chậm thì anh em cũng thông cảm giùm em một tí. Cũng là nhiều đơn hàng cũng là do shipper anh em chứ không phải là do em nha. Đơn hàng do shipper như cái mixer bên đó là bị trả về, lo bị trả về 3 lần, bị khách chửi rất là nhiều anh em. Đó, rồi em cho số shipper và cho khách nói chuyện luôn. Nhiều khi anh em cũng thông cảm là do công việc của họ không biết làm sao đó. Ổn áp có đầy đủ nha. Đó, anh em mua món nào alo giùm em. Dạ chào anh em ha.